Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Aerobe đến từ dự án GetSwap. Tham gia cái chương trình Aerobe thì bạn sẽ nhận được 200 cái đồng token Get và giá trị dự kiến là 4 USD mạng Binance Smart Chain, sẽ được phân phối vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 nha các bạn. Và các bạn lưu ý nhé, kèo này là kèo random, có 10.000 user may mắn để có thể trúng thưởng nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia này. Các bạn nhấn vào Start ở trên con bot Telegram của nó. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ nhé. Đầu tiên các bạn nhấn Continue để có thể nhập cái captcha này. Các bạn sẽ nhập cái phép tính này vào 54 đúng không? Các bạn nhập phép tính vào và sau đấy thì các bạn sẽ xem này. Đây, tất cả những cái thông tin của dự án nó nằm ở đây. Đấy, trong đấy thì có top 100 rep pro sẽ nhận được thêm là 3.000 get token nữa, được chia sẻ thêm 3.000 get token nữa nhá. À, mỗi người sẽ nhận được 3.000 get token nữa. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia này. Đầu tiên thì các bạn sẽ join vào group Telegram của nó. Ok chưa ạ? Sau đấy thì các bạn sẽ join vào channel Telegram của nó. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ follow get swap. Đây, cái này là các bạn sẽ truy cập vào trang Twitter để các bạn follow nhé. Đấy, thì các bạn sẽ nhấn vào follow này. Ok chưa ạ? Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ quay trở về con bot xem nó yêu cầu gì. Retweet bài viết đã ghim ở trên post. Thì có nghĩa là cái bài viết này hiện tại nó có rất là nhiều retweet rồi anh em ạ. Các bạn nhấn like này. Nhấn retweet này. Ok, sau đấy thì các bạn quay trở về và các bạn nhấn vào phần đăng. Nó hỏi là chúng ta đã join vào channel hay chưa? Các bạn nhấn đăng. Tiếp theo là các bạn sẽ điền username Twitter của bạn vào đây. Username Twitter thì các bạn ấn vào phần profile của chúng ta ấy. Các bạn sẽ copy được cái username của ta trên đây nhé. Sau đấy các bạn sử dụng cái lệnh là sử dụng cái a còng ở phía trước nhé. Đấy, các bạn enter nó lên. Sau đấy các bạn nó hỏi là chúng ta đã join vào cái đối tác, cái này là gọi là đối tác hợp tác ấy, cái kênh Aerobe ấy, thì các bạn join vào nhé. Đây này, đây chính là cái kênh của nó. Đấy, thì các bạn sau đấy thì các bạn nhấn vào, lại phải nhập lại rồi các bạn ạ. Bực thật, cứ mỗi lần ấn vào đấy là phải nhập lại. Bạn nhấn đăng này. Sau đấy thì cái bước cuối cùng là các bạn điền địa chỉ ví của các bạn, mạng Binance Smart Chain nhé, BIP20. Các bạn sử dụng ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet có hỗ trợ mạng Binance Smart Chain để có thể nhận được cái token đến từ chương trình Aerobe của thằng này nhé. Các bạn enter nó lên này. Ok, thì các bạn sẽ thấy là thông tin của bạn nó nằm ở đây rồi. Và đây chính là cái đường link để các bạn giới thiệu nhé. Thì hy vọng là các bạn sẽ giới thiệu thêm được thật nhiều bạn bè và những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được thêm cái số lượng get token đến từ chương trình Aerobe của thằng này nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.